Hoàng Vân và Quách Ngọc Tiên. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Người nào giống cô bé này giống người Nhật quá vậy ta? Anh rất thích nét đẹp của người cô gái Nhật. Thì em với một cô bạn lại mặc áo đen, thế là ảnh cái chị nhân viên nó chắc có thể là nhầm hoặc là không biết là đưa cho ai, thế là chia hai cái đĩa ra cho mỗi bạn một đĩa. Ảnh liên lạc với cô bạn em đó một thời gian. Anh đi Mỹ anh diễn 3 tháng, anh nói chuyện với bạn của bạn của vợ anh mà yêu đương đắm đuối luôn. Anh chết cha rồi Linh ơi, anh lộn, anh thật sự anh thích bạn em. Rồi bạn Linh nó chửi anh vô duyên quá là tắt máy luôn tới giờ luôn. Mẹ tin mà. Ba sẽ cố gắng hoàn thành tốt cái trách nhiệm một người chồng, người cha của mình. Thôi bây giờ mình mời các cặp vợ chồng ra đi. Mời cặp vợ chồng đầu tiên. Xin mời. Wow. Trời ơi, người quen. Ơi. Dạ em chào chị. Trời ơi, dạ. Chị chào em. Bây giờ mới thèm chào mình. Dạ em chào em trai. Khỏe không em? Dạ em khỏe. Tại vì bà xã phải mặc cái đầm dài đó. Mình em ga lăng lắm chị. Ừ. Cho nên em muốn cho bà xã em ngồi nghiêm chỉnh đi rồi em ấy để em hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên nha. Lần đầu tiên ảnh thẳng luôn hả? Anh nghe vợ nói chứ đừng thể hiện như vậy nữa. Lần đầu tiên đó, thấy chưa? Cặp đôi trước là em giới thiệu là cặp vợ chồng trẻ. Dạ. Nói chung là nghe tụi anh cũng thẹn lòng lắm. Tại anh cũng vợ chồng trẻ mà đâu có nghe em giới thiệu đâu. Em gọi em bằng anh mà. Hả? Ủa vậy hả? Em chỉ có trẻ so với chị thôi. Ờ, vậy đó. đúng một món đó. Anh giới thiệu là khán giả. Vâng, Lâm Hùng đến đây với vai trò là khách mời cùng vợ Lâm Hùng là Khánh Ngọc. Năm nay Lâm Hùng bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 47 tuổi rồi chị. Vậy hiện giờ Lâm Hùng vẫn đi hát bình thường đúng không? Dạ, em vẫn đi hát bình thường. Ngoài đi hát ra thì mình có làm một cái gì nghề tay trái không? Em thường hay làm nghề tay trái mà gãy tay trái hoài. Ông tổ ông cho có nghề thôi. Như vậy là có nghĩa bây giờ vẫn là nhất nghệ tinh đúng không? Dạ. Bây giờ là vẫn nhất nghệ tinh luôn. Nhất nghệ tinh. Em chỉ làm gì liên quan đến nghề nghệ thuật của mình thôi. Em đào tạo cho thế hệ sau này tiếp theo. À, như vậy thì em vẫn phải nói là hiện giờ là Lâm Hùng đang nhận đào tạo truyền lại những cái kinh nghiệm về ca hát. Đúng về rồi. Giọng hát của mình cho các bạn trẻ. Dạ, em cũng không dám là em nhận nhiều, em chỉ nhận một vài bạn để mình làm mình có được có thời gian có tư duy để làm cho các bạn đó thôi chứ không dám nhận như một cái trường dạy. Trẻ ghê ha, mới 47 à. Chuyển qua vợ nè, em tự giới thiệu đi nào. Em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Ngọc Tiên cùng quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em dạ, tên là gì? Em tên là Khánh Ngọc, năm nay em 36 tuổi. Rồi. Em công việc của Ngọc là làm gì Ngọc? Dạ em kinh doanh online thôi ạ. Cơ hội nào mà tụi em gặp nhau hay vậy? Dạ đó là lúc mà nghỉ hè nguyên nhóm bạn em đi cùng với nhau đi thành phố Hồ Chí Minh để mà ôn thi rồi chuẩn bị cho khi vào đại học để lựa trường á, thì buổi trưa đó tụi em có đi vào quán nước thì cũng có vô tình gặp ảnh lúc đó. Cái là em trước giờ em không có để ý đến ảnh và em cũng không có, nói chung là không thích ảnh luôn. Vì không phải là thần tượng hay là gì mà em cũng không muốn để ý. Vậy thấy không? Một sai lầm của vợ em mà dẫn đến bây giờ. Rồi sao? Cách đây bao nhiêu? 20 năm. Nên ảnh mới chủ động tặng một cái album, hai cái album chứ cho em, nhưng mà nhờ chị nhân viên là gửi tặng bé áo đen. Thì em với một cô bạn lại mặc áo đen, thế là ảnh cái chị nhân viên nó chắc có thể là nhầm hoặc là không biết là đưa cho ai, thế là chia hai cái đĩa ra cho mỗi bạn một đĩa. Rồi bây giờ chị xí chút xíu, em hỏi gì Lâm Hùng đi. Một đó, ngôi sao lừng lẫy như vậy mà lại phải lết lê rồi quỵ lụy một cái con người ta ghét mình không? Lúc đó thì khán giả người ta biết anh nhiều lắm rồi. Anh thật sự anh thích, lúc đó anh vừa phỏng vấn xong để đi nước ngoài. Dạ. Thì anh với những người bầu xô với ca sĩ Lương Gia Huy mới vào trong quán cà phê ngồi thì gặp vợ anh với những người bạn ngồi đó, thì anh nhìn qua em biết rằng ông mình mà hay gặp hay tia đó. Ủa sao trời, người nào giống cô bé này giống người Nhật quá vậy ta? Anh rất thích nét đẹp của người con gái Nhật. Cho dù anh chưa đi Nhật lần nào. Ừ. Tiếp theo lúc đó nữa rồi sao nữa hả Ngọc? Dạ rồi em nhận được cái đĩa, trên đĩa thì em thấy ghi là thân tặng bé dễ thương, có ghi số điện thoại của ảnh. Thì bạn em cũng nhận được, thế là tối về bạn em mới nhắn tin cảm ơn ảnh là đã tặng cái đĩa này. Thế là ảnh mới gọi lại cho bạn em hỏi thăm rồi làm quen.
nói là anh sắp đi nước ngoài rồi, có thể là mời em ngày mai đi uống cà phê với anh được không? Thì bạn em mới nói vậy, em đi với bạn, với nhóm bạn em rồi. Anh nói đúng rồi, em dẫn nhóm bạn em đi luôn đi cho vui. Thế là ngày mai bạn em cũng rủ em và mọi người là đi gặp ảnh lần thứ hai. Thì lúc đó ra cũng là xã giao rồi hỏi thăm qua lại thôi, em cũng không để ý, lúc đó em vẫn không thích. Sau đó là về đã bắt đầu ảnh đi nước ngoài và ảnh liên lạc với cô bạn em đó một thời gian. Anh đi Mỹ anh diễn 3 tháng, anh nói chuyện với bạn của bạn, của vợ anh. Mà yêu đương đắm đuối luôn. Thế mà anh biết kia, không? Anh biết cái thì cái người nói ngày chuyện kia là anh mới nghi anh nói ủa, sao mình hỏi hồi trước là nó thứ hai trong gia đình đó, mà giờ là thứ út ta. Cái này em, Linh hôm đó em ngồi bên phải hay bên trái cái trong cái quán cà phê đó. Thì bạn đó mới ngồi nghịch lại cái người bạn mà mình thích. Cái nó chết cha rồi Linh ơi, anh lộn. Anh thật sự anh thích bạn em. Rồi bạn Linh nó chửi anh vô duyên quá là tắt máy luôn tới giờ luôn. Không một lần gặp nữa. Ủa rồi cái tình bạn của hai em với bạn Linh nó như thế nào? Dạ, không, tụi em tình bạn rất là vẫn khăng khít, vẫn là vẫn chị dạ, em bây giờ vẫn thôi. Là bạn thân với nhau. Cứ ngồi nói chuyện tỉ tê như tốn tiền gần chết. Sau đó là qua nhà của em cầm hai chiếc đĩa qua trả lại cho em. Nói là tôi nhục quá à, tôi biết là anh Hùng ảnh nhầm rồi, ảnh nhầm người rồi, tôi thấy cũng nhục quá à, trả lại cho bạn. Bao lâu thì em cua được Ngọc? Sau cái chuyến đó em về, mà thật sự lúc đó em đi diễn cho anh Phương Tường nhiều lắm. Em đi hoài, đi miếng cũng gọi điện hỏi thăm, xong rồi thời gian cũng mất liên lạc luôn. Có một chuyến đó, thì mẹ sau khi mẹ mất năm 2006 đó, thì cuối năm đó là em về Đà Lạt em diễn. Xong rồi em mới nhớ lại là mình vẫn có một người trên này mà mình cũng chưa được gặp ở trên Đà Lạt lần nào. Thì em mới lấy số điện thoại ra em gọi. Em gọi thì thật sự lúc đó là vợ em nói lại là cũng tắt máy rất lâu cái số đó luôn, tự nhiên mở lên thấy em gọi. Cái lần đó là em với bạn Vân Quang Long đi chung với đoàn anh Phương Tường lên đó. Cái thời gian mà ảnh gọi điện nhầm lẫn cho đến lúc mà gặp nhau ở Đà Lạt lần đó là cũng phải hơn một năm. Thì trong thời gian hơn một năm đó tụi em vẫn liên lạc qua điện thoại. Dạ, mà mỗi ngày thì mỗi hiểu nhau hơn, nói chuyện nhiều, tâm sự thì lại hiểu nhau hơn. Sau quá trình đó là chắc cái chuyện đầu tiên mình xảy ra trên Đà Lạt luôn ha anh chị ha. Cái đêm đó thì cái hung á, chắc em cũng xin nói luôn, Ngọc mới dẫn em lên cái một cái nơi mà gọi là trái nhìn xuống trái tim Đà Lạt. Đó là nụ hôn đầu tiên em trao vợ em trên đó. Anh nói em cũng thấy đó là lãng mạn, với bản chất em cũng thích lãng mạn. Cái cảm nhận của em về cái nụ hôn đầu tiên mà anh Hùng anh trao cho em á, lúc đó em vừa sợ mà run, nhưng mà cũng hồi hộp. Đó, giờ hỏi tiếp nữa nè. Ngày xưa là em rất nhiều bạn gái, nhưng mà khi mà gặp vợ em rồi là tự nhiên ai cũng có một cái tình yêu nằm trong trái tim mình á. Từ lúc mà nụ hôn mà đầu tiên đó thì cũng gần một năm sau mới hả. Bà xã em cũng đó là cũng là con gái mới lớn luôn. Em anh cũng giữ luôn. Thì anh chỉ lên anh nói thật sự là mình hôn nhau rất nhiều, cảm xúc rất là đông đầy luôn. Em biết cái trời lạnh lạnh của Đà Lạt rồi, nhưng mà mình vẫn phải thôi kìm lòng lại, kìm lòng lại. Và anh nói khi nào mà anh gần em được thì anh sẽ có trách nhiệm, anh sẽ cưới em. Lúc đó là đám cưới của tụi anh đã diễn ra. Sau bao lâu thì cưới? Cuối năm 2007 đầu 2008, là lúc em cũng gần 21 tuổi. Chuẩn bị đám cưới thì chỉ có anh Tư ai em đi lên với em, vợ chồng Phương Tường, anh ca sĩ Lý Thái Sơn và anh nhạc sĩ Thái Hùng với Uyên Trang lên dự đám cưới em thôi. Còn bạn bè của em thì em không dám làm phiền, tại xa xôi quá. Xa quá. Và cái đám cưới diễn ra bên vợ em để cho bên vợ em yên tâm. Thôi bây giờ tới kia đi, chứ chương 2 đi rồi. Có anh Hùng ở ngoài những cái mà nồng nàn say đắm của ảnh đối với em á, thì anh có những cái tật xấu gì kể nghe coi. Thì để mà em lưu tâm nhất là tính ghen, cọc cằn, nóng tính, hơi nhát việc nhà. Đâu kể cái nào ghen nghe chơi thôi. Cho mọi người biết nỗi sao ghen nó ra làm sao. Thiệt luôn á. Anh ghen ngộ lắm, ghen lạ lùng lắm. Là em còn nhớ cái kỷ niệm là lúc mà em đi xuống thăm ảnh á, trước chuẩn bị cưới á, thì ảnh mới gọi cho em, lúc đó hình như là gọi video được rồi. Thì ảnh mới nói là em đi, em ngồi đang ngồi cạnh ai vậy? Em đi một mình à. Thì em mới nói là em ngồi cạnh ai em cũng không biết nữa, chút nữa người ta lên mình mới biết. Anh mới nói khoan đã, phải cho anh biết là trai hay là gái, nếu mà là con trai thì em sẽ đổi chỗ cho anh nha.
Còn nếu con gái thì thôi. Hình gì mà quá người ta kỳ quá, ngại quá. Mình phải quay cái camera vô cái người bên cạnh mình mà không có quen biết gì hết. Có lúc là gái thì ảnh nói, ờ thôi anh tin tưởng là anh mừng quá. Còn có lúc con trai thì ảnh bắt buộc em phải đổi chỗ cho bằng được. À, là lần nào xuống thăm cũng phải thăm dò dạ, trước vậy luôn hả? Ảnh luôn luôn là như vậy. Vừa bệnh hay hơn chữa bệnh. Ủa rồi cái hôm đó là em ngồi với con trai không? Dạ cũng có một lần em ngồi với em phải đổi chỗ trai. Dạ là em xin đổi chỗ. Trời, cái tật này xấu quá. Không xấu đâu mình. Ủa vậy anh Tuấn Anh mà. Vậy anh Tuấn Anh mình có vậy không? Không, cái đó em phải học ảnh. Vậy hả? Đâu quá đáng tới mức như vậy. Thực ra tại vì không biết bé Ngọc nó làm sao, chứ còn hả với chị nếu mà ghen kiểu đó thì tự nhiên chị thấy chị bị tổn thương. Giống như mình là cái lỗ thập cẩm vậy đó, bộ ai mình cũng vớt được hay không gì phải mà. Cái gì thì cũng phải có thời gian thử thách chị. Cái đó nè, cái đó là tự mình biết dạ, đúng không? Với những cái đối tượng như vậy là không cần chồng mình nhắc mình dạ, cũng sẽ tự động dạ, mình đổi đúng chỗ rồi. Đúng không em? Chú lấy người ta chú phải tin tưởng người ta chứ. Rồi trong cái cách mà gọi là dạy con hay là sắp xếp nhà cửa hay mua sắm đồ đạc gì là cũng có gia trưởng không? Cũng có chị. Là theo ý của ảnh hết đó phải không? Em cũng với ảnh cũng bất đồng cái việc giáo dục con. Thì như ảnh, em và ảnh thì đều rất là thương con nhưng mà ảnh thương một cách ảnh thương thì ảnh lại luôn chiều nó quá đáng, rất là nó muốn gì là chiều cái đó, đáp ứng cho nó ngay. Thì theo em cái điều đó lại là không tốt. Thì ảnh mới nói em là khắt khe quá, phải thương con thì cho nó được thoải mái đi, thì nó khắt khe vậy. Nhưng mà làm vậy con mình mỗi ngày nó mỗi nhõng nhẽo hơn, nó mỗi y hơn. Nên em với ảnh còn bất đồng với điều đó, hay cãi nhau hoài. Cãi nhau là mà ai thắng, cuối cùng là em phải nghe ảnh đúng không? Dạ, em quyết định là theo ý của em. Vậy là em gia trưởng chứ ngoài đối gia trưởng. Em sống với mẹ ba em á, là mẹ ba em rất khó. Tức là mẹ ba em mua tivi thời trắng đen đó, mua để sẵn nhà nhưng mà không cho con xem, sợ hư mắt. Mua chiếc xe đạp cho em á, thì lúc mà em tới hồi mà cho em đạp rồi đó, là em đạp đụng luôn cái gì đông rồi. Cho nên em hiểu được cảm giác mà mình muốn được như vậy, ước gì mình được như vậy để mình được làm thì mình cảm nhận bây giờ con mình chắc nó cũng vậy. Thì bây giờ em á là khác vợ em, là em mua tất cả cho các con nhưng mà các con phải làm rồi em mới cho bắt đầu con sử dụng bây giờ đi. Còn vợ em thì là sợ con hư mắt này nọ, không cho chơi luôn mà thấy tội lắm, nên cho nên thôi em thấy cũng tốt cho nên thôi em chiều vợ em. Giờ mong muốn chồng thay đổi điều gì? Em mong muốn ảnh là biết suy nghĩ chín chắn hơn, thấu hiểu, lắng nghe em nhiều hơn, dành thời gian chơi với con, bớt ghen lại. Thẳng đây xin lỗi luôn, nói một cái gì đó. Hơn 15 năm qua, thì có những lúc ba bốc đồng, ba nóng tính, không có, nói chung là không có trọn vẹn về vai trò người chồng, người cha. Chắc có lẽ mẹ là người hiểu ba nhất. Mẹ tin ba, ba sẽ cố gắng hoàn thành tốt cái trách nhiệm một người chồng người cha của mình. Mẹ yên tâm nha. Em cũng cảm thấy rất là hạnh phúc và những lời nói của em đều là thật tận đáy lòng. Em rất mong anh Hùng trưởng thành hơn, trở thành một người cha tốt xứng đáng để các con trân trọng. Cảm ơn mẹ. Đợi tắt đèn á chị, anh chụp một phát cái em hết hồn luôn. Rồi sau đó từ đó hai đứa nghiêng nhau luôn ạ. Không có cưới hỏi gì nữa hết á. Đuổi nó đi. Rồi anh sẽ mua cái áo này với giá tiền là 500 ngàn, vợ cho anh mua nha. Thì lúc đó vợ em sẽ nói là ok, nếu mà anh mua một cái áo này với giá 500 ngàn thì em phải được mua món đồ khác với giá 1 triệu. Em cũng cảm ơn chồng em là tại vì chịu được cái gọi là nghe những cái câu đó. Chứ nếu là một cái người khác mà không chịu được, chắc ngay từ khi mà em nói câu đầu tiên là đã ra tòa rồi. Chào quý vị khán giả ơi, vừa rồi là chúng ta vừa chứng kiến một câu chuyện rất là dễ thương của đôi vợ chồng trẻ. Và bây giờ chúng ta tiếp tục chào đón cặp vợ chồng thứ hai là ai đây? Xin mời. Wow. Chà, cái này hơi căng à nha. Thế nào cũng là cô Hồng Vân với anh Quách Ngọc Tuyên, nó kỳ lắm. Cô là phải chú nha, còn anh là đi với chị nha đó. Dạ, xin chào chú Quách Ngọc Tuyên và cô Hồng Vân. Con tên là Trần Phước Duy, năm nay con 29 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại là kinh doanh tự do ạ.
Con chào cô Hồng Vân và anh Quách Ngọc Tiên. Chú Quách Ngọc Tiên. Con tên là Nguyễn Trần Mỹ Duyên. Thì hiện tại năm nay con 30 tuổi. Con đang là nhà sáng tạo trên nền tảng số. Ô, hai bạn, một bạn 29, một bạn 30 mà trẻ dữ chị. Con nhỏ 30 trẻ hơn cái anh cu 29. Đúng rồi. Hay là mình đổi lại chị. Gọi chị đi mấy đứa. Dạ, dạ chị. Chị không có thầy già luôn á. Chị không có thầy già luôn á. Rồi sao nè, hai đứa gặp nhau là sao nè? Em với chồng em gặp nhau á ở một cái buổi tiệc sinh nhật của bạn. Ừ. Em đi tiệc sinh nhật bạn và chồng em là cái người phục vụ cho cái bạn đó. Em nhìn anh này, em thấy có một cái gì đó hay lắm chị. Ấn tượng đầu tiên mà em nhìn anh này là cái cặp mắt anh này rất là thâm. Thâm cực kỳ thâm chắc. Thâm là thâm sao? Dạ, nghĩa giống như là thâm đêm hay là thức khuya sao đó. Nó thâm xuống tới má luôn. Thâm dạ. Về mặt gọi là cơ học chứ không dạ, phải đúng. Là về mặt tâm linh. Do mình thức khuya nhiều. Dạ đúng rồi, dạ tại vì làm công việc nightlife á cho nên là thức khuya nhiều cho nên mắt rất là thâm. Thì em thấy cái anh này nhìn cũng hay hay, cũng lạ lạ. Thì anh này cũng thích em. Giống như là nhìn có một cái gì đó có cái tia lửa nó hơi sực sẹt ra làm xíu. Dạ. Có nghĩa là em nhìn là em có cảm tình liền đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Bạn đó là người nổi bật nhất trong cái bàn đó. Mà vốn dĩ là mình là phục vụ, mình thấy khách thì mình chỉ biết đứng nhìn thôi. Lâu lâu mình lại mình giả bộ mình chùi chùi cái bàn, mình nhìn cái xong mình rót bia, mình nhìn cái này kia, mình nhớ vô là mình tìm lý do đúng không? Dạ đúng rồi, tìm những cái lý do lại nhìn bạn này chút xíu. Thì em thấy bạn cũng nhìn lại. Rồi như vậy là hai đứa gặp nhau lâu chưa ta? Dạ, tụi em gặp đến giờ là cả quen với cưới luôn là cũng 6 năm hơn. Rồi sau cái bữa tiệc đó phát triển tình yêu bằng cách nào? Chồng em mới xin số em, hai đứa về cũng nhắn tin nói chuyện, rủ đi chơi, đi hẹn hò thử, đi coi phim. Cái anh này ảnh đợi tắt đèn á chị, ảnh chụt một phát. Cái em hết hồn luôn. Rồi sau đó từ đó hai đứa quen nhau luôn ạ. Sau cái nụ hôn đó thì giống như là có cái sự mà tỏ tình là hãy làm bạn gái anh không, hay là cứ tự biết, hai đứa tự biết với nhau là mình cứ như vậy tìm hiểu và yêu nhau. Sau khi đặt nụ hôn đầu tiên thì bạn có hỏi ủa giờ mình là gì? Trong đầu em suy nghĩ là hôn môi thì phải bồ nhau. Thì chứ không thôi tự nhiên giống như mình đâu có dễ dãi đâu chị, tự nhiên hôn môi người ta xong rồi muốn là bạn bè thì đâu có được. Bây giờ vậy thôi mình là người yêu nhau đi. Tại vì mình cũng chủ động rồi thì không lẽ tự nhiên bạn hỏi mình là gì cái mình trả lời anh cũng biết dạ, cái nó kỳ. Lúc đó là mới quen có 3-4 ngày là thành ra là có là bồ nhau luôn đó chị. Bồ luôn. Dạ đúng rồi. Lúc em vợ em mà hai đứa yêu nhau xong được bao nhiêu lâu thì về sống chung? Dạ cũng tầm cũng cỡ nửa năm. Nửa năm. Còn tụi em thì bao lâu? Vài tháng chị. Tuổi trẻ tài cao chị. Trời ơi, đúng là tuổi trẻ tài cao. Em đề nghị bạn về ở với em. Mà lúc em ở riêng ở với ba mẹ? Dạ em vẫn ở với ba mẹ, bạn thì ở trọ. Ừ, rồi coi như là đưa bạn về ở. Ba mẹ em thì cũng dễ, cũng đồng ý. Dạ. Nhìn bé xinh quá mà, gặp chị gì cũng đồng ý liền vậy đó. Ủa rồi lúc đó là ba mẹ dưới quê đã biết hai đứa quen nhau chưa? Ba dạ, mẹ em đó. Thì em quen thì em cũng kể với ba mẹ. Thì anh này đi theo em về dưới quê, gặp mặt ba mẹ rồi. Xong bắt đầu ba mẹ của ảnh mới liên hệ với ba mẹ em, nói là thôi bây giờ cho con gái qua ở chung đi. Để tại vì nó cũng ở một ở ngoài một mình cũng nguy hiểm. Rồi thằng con mình thì cứ đi qua đi lại đón vậy đó, mất công quá thôi đi qua rồi ở chung nhà cho vui. Hay quá. Dạ cho nên là về khoảng vài tháng là em qua em ở chung với lại chồng với ba mẹ chồng luôn. Nhưng mà cặp này cũng dễ thương, dễ thương. Rồi như vậy thì ở với nhau quen nhau đã được 6 năm rồi. Dạ. Như vậy là mình phải lấy cái vụ mà cái thời gian mà phát sinh tật gọi là tật xấu của nhau á. Dạ. Là sau khi quen nhau 3 tháng đó, cái lúc mà bắt đầu về ở luôn đó. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Đó tụi em kể thử coi. Bây giờ đến cái chương thứ 2 dạ, của vợ chồng hai chương bắt tốt. Em đợi chương này nãy giờ luôn chị ơi. Dễ nhữ. Nhưng mà nếu bé này nó đợi nãy giờ thì để cho bé chồng nói trước đi. Dạ, mình phải chơi vậy mới gắt. Okay. Em nói trước đi. Dạ em thì có một cái tật xấu là vợ em thù rất là dai. Thù dai rất là hay nhắc đến những cái chuyện của em với lại những cái người yêu cũ này kia á. Đó là đôi lúc cũng phải là giỡn á. Dạ, cái đó tật xấu đó, không có giỡn gì hết trơn. Cái đó là tật xấu. Dạ. Cái đó chị xác định nó là tật xấu. Thấy chưa? Ghen khùng ghen điên á. Ừ. Thứ hai nữa là vợ em rất là hay sân si với em. Hả? Sân si với em. Dạ đúng rồi, ganh tị với em trong mọi chuyện luôn. Ví dụ em thấy một cái áo rất là đẹp nha, em nói vợ ơi, anh sẽ mua cái áo này với giá tiền là 500 ngàn, vợ cho anh mua nha. Thì lúc đó vợ em sẽ nói là
ok, nếu mà anh mua một cái áo này với giá 500 ngàn thì em phải được mua món đồ khác với giá 1 triệu. Giống như là em muốn một cái thứ gì đó là phải gấp đôi. Dạ đúng rồi, em phải gấp đôi. Em phải có gấp đôi. Dạ đúng rồi. Cái này đâu phải sân si, này là lấn chồng á. Đó, đó rồi thiệt. Cái gì nữa không? Ngoài cái đặt đó ra thì mỗi lần vợ em giận là cứ đòi ly hôn. Cái đó là em không biết là cái trend của con gái hay là phụ nữ bây giờ hay sao á. Không có trend nào hết trơn. Cái đó là sai, là cái đó là trẻ trâu đó, cái đó là bậy bạ. 30 tuổi rồi. Ba cái tật này quá xấu luôn á. Em thấy rất là nhiều như vậy luôn á. Bởi vậy mỗi lần mà cãi nhau hay cái gì đó chút xíu là cứ đòi ly hôn. Xong em mới hỏi là ủa cứ đòi ly hôn vậy sao, hồi đó kêu cưới làm cái gì, hai đứa mình cưới với nhau làm cái gì. Trong ba cái tật này em mong ước vợ em thay đổi cái tật nào nhất, hay là thay luôn cả ba cái? Dạ chắc nếu chọn cái muốn thay đổi nhất là em muốn chọn là ví dụ mà vợ mà sau này cãi nhau á thì mình đừng có nói tới cái chuyện ly hôn nữa, mình tính tới cái chuyện làm lành đi. Sao được không? Dạ em sẽ cố gắng. Dạ, giống như là em bị quen miệng á chị, nhiều khi mà trong cái đầu của em á nó không có nghĩ tới luôn, nhưng mà tự nhiên cái miệng nó buộc ra trước vậy đó. Không, em phải có nghĩ thì mới nói. Cái đổ thừa ha. Đừng có đổ thừa. Thêm cái tật đổ thừa. Dạ đúng rồi, trong đầu lúc nào cũng chỉ có hai chữ ly hôn. Coi như xóa cái chữ ly hôn đi. Nãy giờ anh chồng đã nói hết tất cả những tật xấu của em rồi đó, thì bây giờ thì em thấy tật xấu của anh chồng là cái gì? Đó là chơi game mà quá đáng luôn á chị. Mở mắt ra là chơi, thậm chí là bất kỳ một cái game nào vừa mới ra mắt tải về chơi hết, game này qua game kia, hết điện thoại qua máy tính đó. Rồi giờ mong muốn ổng thay đổi cái gì vậy? Dạ bỏ game giùm em. Bỏ mất, anh nói bỏ chứ thật sự là chị bỏ con cái rồi chị. Nói thiệt bây giờ dù gì cũng là lớn rồi. Dạ có gia đình, có vợ có con rồi, mình phải là một người đàn ông có trách nhiệm. Tới bé vợ nữa. Còn bé vợ cũng đâu có dựa. Cũng đâu có dựa. Thiệt luôn, hở chúng đòi ly hôn, hở chúng đòi ly hôn. Anh nói thiệt cái đó cũng là một cái tật xấu cũng không nên. Nó là một cái vấn đề cực kỳ tiêu cực. Vô tình có thể là em nói câu đó, cái anh chồng những lúc đó mà anh không tiết chế, không kiềm chế được, rồi câu vợ chồng xảy ra xích mích lớn nữa. Chính xác. Lại đi xa hơn. Dạ thật sự là em cũng cảm ơn chồng em là tại vì chịu được cái gọi là nghe những cái câu đó. Chứ nếu mà một cái người khác mà không chịu được, chắc ngay từ khi mà em nói câu đầu tiên là đã ra tòa rồi. Mà chính nãy xác. Giờ em mời em thấy cái nỗi khổ của chồng em không? Cái khao khát nhất lớn nhất là chỉ cần em bỏ hai cái chữ ly hôn thôi. Em cũng sẽ hứa với vợ là em sẽ bỏ game đi để lo nhiều hơn cho vợ với lại con và gia đình mình. Hay quá. Trời ơi. Cảm ơn hai đứa đã đến tham gia chương trình nha. Dạ. Và bây giờ là giây phút quan trọng. Ở đây có 4 phần quà. Quà tặng đến từ hệ thống phòng tập công nghệ EMS 25 feet. Là hai gói tập một tháng công nghệ EMS trị giá 15 triệu đồng. Tập luyện công nghệ EMS chỉ 25 phút một buổi và 2 buổi mỗi tuần, lấy lại dốc dáng như ý. 25 feet, hệ thống phòng tập công nghệ EMS đầu tiên và chuyên nghiệp nhất Việt Nam. Voucher trị giá 2 triệu đồng tại nhà hàng Beastman Sky với mô hình Red Tauron và Lava. Không gian sang trọng trên tầng thượng tòa nhà cao tầng tọa lạc tại quận nhất, ngắm trọn Sài Gòn. Các món ăn từ bếp trưởng Hồng Kông cùng ban nhạc Kaifa chuyên nghiệp tạo nên một không gian vô cùng đẳng cấp. Món quà thứ ba đó chính là một miếng cước chùi nồi. Miếng này rất là quan trọng đối với anh chị. Dung dịch vệ sinh phụ nữ Lady Care của dược mỹ phẩm Linh Hương với chiết xuất tinh dầu trầu không, hoa cúc la mã, lá lô hội giúp làm sạch nhẹ nhàng, khử mùi, bảo vệ, ngăn ngừa viêm nhiễm, mang lại cảm giác tự tin với hương thơm quyến rũ, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ chuẩn GMP ASEAN tại nhà máy sản xuất bậc nhất Đông Nam Á. Bây giờ các bạn, hai cặp vợ chồng đau lưng lại. Dạ. Đau lưng lại. Rồi nghe kỹ câu hỏi của tôi nha. Hai vợ chồng phải trả lời y chang nhau nha. Thời gian gần đây nhất cả gia đình mình đi du lịch ở đâu? Du lịch hả chị? Bên đây lẹ quá. Ủa mà mình đi quận 2 có du lịch không? Tôi không cần biết, đừng có hỏi. Hai đứa quay lại coi nè. Quay lại. Hùng Sơn Chương Trưng. Dạ. Hùng Ngọc ơi. Dạ. Hay quá, Vũng Tàu hay quá. Bên đây nó trúng phóc luôn kìa. Đâu Hùng, quay qua coi. Em đi Sala. Sala quận 2. Chọn đi em. Anh chọn số 4 đi. Ok. Số 4 màu đỏ phải không? Hết sức bình tĩnh. Rồi. Dạ. Chọn đi. Mẹ chọn mẹ. Mang những màu hồng của mẹ. Không, đúng là thiệt á, gia trưởng thiệt á. Mẹ chọn đi mẹ, mà ba nghĩ màu hồng. Thôi em chọn màu hồng mà. Thôi chị thẳng tiếng luôn, hay em xanh á, xanh đi ha. Dạ chị. Rồi, hai chị em mình nha, rồi. Em đếm đi. Dạ, 3,
2, 1. Yeah. Rồi chị. Wow. Được rồi, bây giờ tới các cặp này. Em đếm đếm cho các cặp đi em. Rồi bây giờ mời hai cặp cùng mở nè. 3, 2, 1, lên. Wow. Wow. 25 viên kim cương. Quá trời xịn luôn rồi. Vậy là đứa nào đi tập? Em hay là vợ em đi tập? Chị nghĩ hai cái giống dáng này thì ai đi tập? Trời ơi, vậy là em dành rồi đúng không? Không, em tin tưởng như là có bóng dáng anh lắm. Ừ, trang điểm cho phụ nữ đó. Wow. Trang điểm vệ sinh dạ. Cho không phải dạ. Cho cô bé là mình hưởng hết á, cho cô bé đó, cô bé này hưởng hết nè nha. Tiên là gì vậy? Trời ơi, ăn buffet. Em một bữa ăn buffet ở nhà hàng ơi. Ở quận nhất ngắm trọn thành phố luôn. Trời ơi, cuối cùng chỉ món quà của tôi bốc mà con tôi hưởng nè. Ừ. Mọi người ơi, chúng mình sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son.